reserve time. Dire team pick. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh stream của Pew Pew sau khoảng nửa tiếng. Và bây giờ chúng ta được theo dõi trận đấu ở bán kết nhánh thua vòng loại Generational 2014 khu vực Đông Nam Á giữa hai đội Mineski và Mitchos. Và lúc này thì Mineski đã có được cho mình Best Rider cũng như Senking để pick thứ 3 cho họ, trong khi đó Mitchos đã có được Viper, Twin Protector và Naga. Tôi nghĩ khá lâu từ bên phía Mineski. Như vậy là Ember, Doom, Stardemon cũng như Rubik bị ban ra rồi. Còn bên phía Mitchos thì họ ban ra rất nhiều carry, bằng cả 4 carry luôn: Weaver, Morphling, Tói và Invoker. Những hero đánh tốt đến từ phía Mineski, đặc biệt là Jay cầm Invoker. Tôi nghĩ rất lâu đến từ phía Mineski. Biết là có phải họ bị disconnect. Vãi. Như vậy là bị chen ở những giây cuối cùng. Reserve time. Dire team pick. Đứng xe lại là Twin Protector và Thai Hunter rồi. Cặp đôi này đã được sử dụng trước đó bởi team MVP nhưng có vẻ là không thành công lắm, hoặc là do Arrow Gaming họ quá mạnh. Khi đó thì Mineski có được hai support là Chen, một support đi rừng, và Senking đi lên. Họ cần phải pick thêm một solo up lane và một solo mid và một Radiant team ban. Phải là Mineski bị phải họ pick những lên cuối cùng không, hay là bị disconnect? Tại sao lại pick VS vậy? Có đủ support rồi. Reserve time.
Đội hình rất mỏng đến từ phía Mineski, có nhiều disable nhưng lại rất mỏng. VS Sanking, Bad Rider, Chen. Thế thì ai sắp bớt Sanking, Chen, VS. Với thêm 1H carry nữa. Ai đi mid, ai support. Thế nên là VS đi solo up lên, Bad Rider đi mid. Là VS đi mid. Với cái kiểu này có khả năng cao là VS sẽ đi mid. Reserve time. Có Zakiro cho bên phía mid chớt rồi. Với Zakiro thì chắc chắn là Thanter sẽ đi solo off lane. Naga Seren carry và Viper sẽ đi mid. Như vậy Luna là sự chọn cuối cùng từ phía Mineski. Đội hình rất mỏng đến từ phía Mineski, không hiểu sẽ đánh như thế nào. Trong khi mid chắc cũng có cả Viper nữa. Đội hình này nếu như để cho Naga có được Radiant phân bóng ra đốt và vẩy nước thôi thì có lẽ là mấy cái thành viên như kiểu VS Chen trước là phải cả Bad Rider luôn, trong tình trạng hấp hối rồi. Trong thành viên của bên phía thì Mineski bị disconnect. Người bị disconnect đó là ASXC. Các bạn hỏi là sao không có Hyun bình luận in game? Bởi vì đơn giản là mình không có slot để ngồi vào trong lobby. Tức là được vào lobby, nhưng mà không ngồi, tức là không được ngồi vào slot. Có 6 slot để cho bình luận thôi thì mình không được vào. Bởi vì thứ nhất là không có đội Việt Nam vào cái vòng này cả. Không có đội Việt Nam vào đánh trận đấu này cả. Nếu như có đội Việt Nam thì có thể mình sẽ được ưu tiên. Không hề có một đội Việt Nam nào cả. Đây là đội của Mitchus của Thái Lan và Mineski là của Philippines. Vâng, đến cả Mitchus Thái Lan ở đây mà người Thái, mà Mermaid, một bình luận viên của người Thái, của Dota 2 Thái, còn không được ngồi vào slot. Nói gì đến mình? Bởi vì là có 6 slot thôi thì tới 2 slot kênh tiếng Anh, 1 slot là của Starletter hay là của Navi gì đó, nghe rõ. 1 slot của Hàn Quốc, một slot của Trung Quốc. Như vậy 5 slot rồi, và slot cuối hình như là của Mineski. Là đầy 6 slot rồi, không. Nếu các bạn bật in game các bạn có thể thấy được caster. Đây, như mà các bạn thấy đây, mình bật ra thì có thấy là có Tây 4H nhá, English nhá. Beyond the Summit một slot nhá, là tiếng Anh nhá.
rồi tiếng 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 Ukraine là Kankaska Baros này là của Ukraine. Xkolop này là thằng này của thà hình như cũng có tiếng Anh. Hình như không nhầm. Đây thằng này là của LGD TV này, là tiếng Trung Quốc, tiếng Tàu. Còn Mineski TV đây là của Team Mineski hay chính là nước Philippines. Binoy. Binoy Caster. Bởi vì đơn giản là cái số lượng người xem ở trục của chúng ta là không đủ. Trận hot thì mới được 3.000 người, còn các bạn thấy là hiện tại số lượng người xem mình cast bây giờ trên kênh của Biu Biu bây giờ đang là 400 người, hơn 400 người. Và có thể là một lúc nữa sẽ lên được 500, 600. Còn nó vẫn quá ít. Nên nếu các bạn sang một số cái kênh stream của Binoy hay là của LGD TV, những trận như này toàn tầm Binoy thì có thể ít hơn, nhưng mà LGD TV thì chắc chắn là cũng phải tầm không 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 trên dưới 10.000 người, chắc là không 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 dưới được 10.000 người, gấp bao nhiêu lần mình như vậy đương nhiên là phải được ưu tiên. Kênh Nga cũng như thế, kênh tiếng khác Build the Summit các thứ là các bạn biết rồi, quá là nhiều người xem rồi. Và trước khi mà còi hú ra, chúng ta sẽ cùng nhìn nhanh qua live của hai bên. Bên phía Mitchus TNK sẽ đánh Twin, Bombell đánh Zakiro, Appa đánh Viper, Kitty đánh Thanter và Lakel sẽ là người đánh Naga. Trong khi đó bên phía Mineski, Luna sẽ được chơi bởi Waterhell. Bombell bóng mày có cái chữ Gia và rất khó nhìn. Owabugi sẽ là người đánh Chen, Desi đánh Batrider, G đánh Vest, Vest. ASXC sẽ là người chơi Sen King. Đây là thằng nào nhỉ? Đây chắc chắn sẽ là thằng Dimit. Thì chúng ta sẽ biết thằng nào Dimit ở bên ngay. Như các bạn thấy đây thì đã smoke vào rừng của đối phương rồi. Và liên tục sử dụng dầu nhờn các kiểu để harass. Đã 3 chấm rồi, chúng ta sẽ giết người được. Như vậy Jay là người đánh Luna. 30 seconds to battle. Sau thằng dây lại cầm Luna này thì chả lẽ là Luna sẽ đi mid à? Luna đánh carry mid với support của ai? Ai lên top? Batrider sẽ phải đi mid. Luna, Luna trip lên ở bên dưới, có thể điều lên thôi. The battle begins. Cái này phụ thuộc bởi vì Chen hoàn toàn có thể farm rừng của đối phương. Nếu mà Chen vào rừng của đối phương thì anh sẽ không phải vào rừng của mình và sẽ có gần như là một trip lên ở bên dưới bot. Nhưng có vẻ là Chen đang di chuyển lên rồi, như vậy là anh sẽ vào rừng của mình thôi. Đó thì Jesse, vâng, như vậy là Sen King đi mid. Bãi lùa cái chia lên đến từ các thanh niên của Mineski. Rất dễ. Lại chờ xem là họ đánh đấm như thế nào. Thế nên Binoy Chen lại lượn xuống đây, lượn qua lượn lại. Tenchi cắm vào, Tenchi cắm vào đây tự block kè mình. Tenchi của Mitchus just tự block kè mình. Sao Mitchus lại tự block kè mình vậy nhỉ? Chả lẽ họ đoán được là Chen sẽ vào đây. Tự đó cũng không cần farm rừng, trên họ tự cắm Tenchi vào để nếu mà có mắt mủng ở đây thì cũng sẽ phá. Chả sợ việc là không farm kem đó thì cũng chả sợ là không clip ra. Chen đã lấy được con đệ troll rồi. Trên top thì có vẻ như là Thai Hunter farm tốt hơn cả Bad Rider, mặc dù là hero melee.
quay tay, có lẽ là mắc quay tay để farm. Kiểu đây thì chắc chắn là Sen King ăn hành. Sao mà đi nổi mid với cả Viper được, mỗi lần nó xì xì thế ra hết sứ nó máu. Bên dưới này thì Jay thì thường đánh DC solo mid. Biết hôm nay anh phải đứng farm rất là kiểu gọi là công không hoạt bát năng nổ thì không hiểu đánh được không. Này thì Jay vâng Jay đã farm được 3 creep. Bây giờ bị trói rồi, thêm một vẩy nước ra nữa. Bánh rất đau xì lửa các kiểu là điều chạy đầu sầu. First blood cho bên phía Timitius. Vâng, rất có cái cảm giác như kiểu bán đồ. Thì ban Bích đã thấy hơi ảo ảo rồi. Như ban độ 322, Mineski 322. Vâng, bây giờ Luna lại ra fit trong. Nên nhớ là vâng như vậy là không có ma để chói. Rất may là không ma này để chói. Vâng, chỉ thiếu vài giây nữa thôi có mana để chói rồi. Bây giờ thì có lẽ là sẽ quyết định bằng trụ luôn rồi. Centaur, con Centaur sẽ tanh. Úi giời ơi, mà giờ tha mình. Thả stun quá sớm đấy từ phía Sand King khiến cho Viper tỉnh, cũng không hiểu Mineski nó làm cái trò gì á. Đây không phải là Mineski mà mình biết. Mineski không phối hợp như thế này, lỗi một cách cơ bản như thế này được. Là mình rất lỗi, một xe tàu chưa đi ra mà đã lao vào stun rồi. Đánh cực kỳ phải là dày liên tục bị Harass đánh. Và bây giờ có thể là sẽ là mạng thứ hai cho anh quay trở lại. Cố gắng Magic Stick chạy được, rất may là có cái Magic Stick. Tiếp tục canh Viper. Vâng, lần này đừng bỏ tham mình trượt rồi đấy. Bây giờ thì mô cái stun có thêm một stun đẻ ra vào con Centaur luôn. 3 stun liên tục chạy đầu con sâu. Bây giờ thì chuẩn rồi. Có thể là ở những phút giây đầu tiên bên phía Mineski họ thả cho Mitchus chủ quan. Nhưng mà với tình hình như này thì cực kỳ ăn hành đến từ phía Luna. Luna mà không thấy là Luna mới có một cái giày ghẻ Magic Stick. Radiant liên tục phải về regen như thế này thì farm kiểu gì. Lượng farm của Luna bây giờ sau 4 phút đồng hồ là 7 con. 3 giờ farm. Trong khi đó Viper 16 con, Naga 15 con. Hai thanh niên sẽ đảm đương công việc. Mà bây giờ thì hơi tập quá tầm, nó có rune hết. Ui giời ơi, trói quá xa. Bây giờ sẽ là thêm không có đóng băng nhưng mà có seed vào người cực kỳ đau vào dây. Sẽ lên thêm mạng nữa. Rất khó hiểu các và di chuyển phối hợp và các cách đánh của bên phía Mineski, cách ban bích của họ cũng như vậy. Chưa thể hiểu nổi là tại sao ban bích họ chia lên như thế này và di chuyển như thế này. Rất giống bán độ, rất giống 322. Có rằng Mineski, ta đều biết là Mineski đánh trình độ họ như nào rồi. Rất là chết lẻ một cách ngớ ngẩn. Phối hợp với nhau fail. Bây giờ đi ra làm gì? PS bây giờ mới có một cái stun thôi, không tăng max stun mà tăng một điểm này để buff ram thêm cho Luna. Bây giờ thì cả Centaur cũng lao ra, tao là trước đứng như này thì có mắt của bên phía team Mineski ở đây. Có TB xuống rồi, cái quả này sẽ chết ba đóng bảng rất thay đến từ phía Bombell. Gửi được VS về nhà, VS về nhà an toàn rồi. Trong khi đó đây thì chói được chen, vẫn gửi được thằng này. Thì thằng kia nằm, cố có TB một pha ulti ra luôn đến từ phía Thai Hunter. 3 mạng cho Mitchell, quá đơn giản. Quá ngon lành. 322 confirm. Luna xuống cái lên này ăn hành ngập mặt.
Thế Bedrider farm thì cả đấy farm Blink thì cũng bắt Unathor như này thì lết gánh kiểu gì? Khi mà đội hình của bên phía Team Mythos họ có Naga mà Final Radiant thì Luna và combat thì có khi chưa kịp ra ulti đã ngửa luôn rồi. What the hell? Falling shortly. Vâng, ở đây đuổi theo Viper. Vâng, đuổi theo Viper thì Sen King chết ngược. Không quá Sen King nằm. Rất may là Viper đánh cẩn thận và anh đã đi về. Sen King chảy cối lao vào đây để định stun. Viper cũng rất khéo, anh đã lock lên này. Vâng, bây giờ nhìn thấy nhau không ai làm gì ai. Phải lúa. Không có, có một tí mana thôi, một cái đóng băng cũng không đủ để có thể giết được Sen King. Còn Luna lại chết. What the fuck? Không hiểu được, không... Tôi không thể hiểu nổi nữa. Giống như kiểu... Bây giờ nhìn thấy được, có lẽ là Twin Protector sẽ chết rồi. Khi mà các stun lúc đem liên tục như này không chạy được. Và đang ping để cho La Kèo về. La Kèo có ngủ, anh ngủ ngay bây giờ. Thôi. Làm gì được. Naga đã có ngủ rồi, khó chịu. Vấn đề ở đây đó chính là carry Jay của bên phía team Minaski đã chết tới 3 mạng rồi. Farm thì thọt, chết nhiều. Chết nhiều nhất team. 4 mạng của Mitchell thì 3 mạng đóng góp bởi anh Jay. Ngon. Mortality. Vì nói vâng, lao dive trụ đồ này của hai người thôi. Vâng, không dám lao vào, nhìn thấy mấy con troll này bằng micro. What the hell, bây giờ nhìn thấy ra được bom bèo rồi. Sẽ có vâng, cố gắng lách cây rất hay. TB xuống dụ thôi, 2 TB liền đến TB mít chất. Quả này thì vâng, ở đằng sau Sen King đang di chuyển một pha đang chạy đi. Nhưng mà đi rất nhanh, nhiên nhớ là vẫn còn cái Ravage. Vẫn còn cái Ravage ở đây. Đóng Ravage luôn rồi, này thì nằm vùng. Thêm một đóng băng nữa nhưng mà trượt. Và sẽ là một cái chói vào rất xa. Cố gắng stun vòng vào đây nhưng sẽ có một vẩy nước và thêm một mạng cho Naga Seren. Những mạng rất đơn giản. Trong khi đó thì Viper vẫn happy farming ở mid. Đơn giản đan rồi. Naga vẫn xanh nhất bản đồ. Hai mạng không chết mạng nào và lượng farm cực kỳ khủng với 42 creep. Viper 41 creep. Trận này phải đến 80% early game, quá tuyệt vời như này cho bên phía Mitchell thì phải đến 80% mọi giành chiến thắng rồi, đặc biệt là của cái lab như thế này nữa. Luna mà thọt thì cái lab này bên phía team Minaski không có hero nào gánh được. Luna mà thọt thì bên phía Minaski không thể gánh được game. Minaski không thể nào có thể đặt được kèo nếu mà Luna thọt. Chỉ có một mình Luna là có khả năng carry được với led thôi. Vâng, đòe lại đến lượt chen nằm. Phải lúa không hiểu di chuyển ra làm gì. Có lẽ là di chuyển cùng với cả VS định vòng đằng sau. Nhưng mà đã bị bắt bài. Bây giờ thịt luôn cả con đệ luôn. Rất giống 322. Có lẽ là sẽ có một... Nếu như mà Mineski bị loại Double damage. Có double damage đến từ phía... Chuyện này, what the hell, bật chống lấy 2 TV xuống luôn. Có giết được không, ulti ra luôn đến từ phía... Bây giờ thì săn vào rồi, đẹp. Quả này thì rất đẹp. Thêm một bôi dầu tẩm dầu nữa. Không có Ravage đến từ phía Tyranter. Thì đang đuổi lên theo một cái stun ra, quay tay. Vẫn thêm một stun nữa. Bây giờ thì hai mạng Mineski rồi. Bình các kiểu. Và hơi lâu, phút thứ 11 rồi, còn chưa có được Blink. Rất lâu la mới được Blink. Có lẽ là phải phút thứ 15 thì Sai Kim có được Blink. Ông vào rừng farm mà lượn lờ tung cả lên. Radiant's middle tower is losing its foundation.
Mid đã gần đổ rồi, nhưng mà Viper là Dire's top. Top tower is under attack. Để mid it cho Naga ra. Đây thì có đứng chờ bên trong đó, Tantor có Ravage, Tantor luôn thì có Ravage rồi. Vâng, thwart ra quả này. Vâng, ulti luôn từ phía Luna, thế là Viper cứng như nào với cái skill 3 của mình, đã gần max skill 3 rồi. Bây giờ thì Jay chạy đâu có sâu, vâng vẫn chết không gửi về được và luôn luộc luôn cái thằng chen lại nhưng mà không ai lên. Không hiểu lắm là tại sao không lên được từ vừa rồi khi mà VS cũng không có mana. Chen cũng không có mana, không có máu, không ai dám lên khi nhiều máu nhiều mana như này cơ mà. Phải luống. Viper thì đi về rồi, ở đây thì có đánh nhau. Bằng liệu có bắt được, sẽ có một stun vào và sau đó sẽ là chói luôn. Nó không có chói. Vai, sao đeo này sử dụng cái đẩy này mà lại không chói. Được 322 confirm rồi. Tuy nhiên dùng cái đẩy này thế là không có mana để mà chói. Phải luống. Có hiểu đừng rồi. Và đó mất chói thì hoàn toàn Naga có khi nằm, bởi vì là lửa đang đốt rất đau, tẩm dầu rồi chói lại. Chói cũng phải tầm 3 giây. Chói bay vào cái lửa đó đốt. Và Sen King cũng đang đánh bên ngoài nữa. Tự dưng lại sử dụng cái bom, thế là không có chói. Rất giống 322. Throw kín. I foresee the Radiant's top tower falling short. Radiant structures are fortified. Tower is under attack. Đây đây không phải là Mineski nhá, đây đánh như thế này thì không biết là họ định chôn hay là họ muốn Radiant's top tower has shattered. Họ muốn thể hiện cái điều gì, bảo kiểu throw trước, sau đó bây giờ lại lao lên đến từ phía than tầm, không ai dám làm gì, và swap ra stun vào đến từ vào ô nổ của Sen King luôn. Chói đến từ phía cây và lại chủ quan quá rồi. Đến lượt Vicious kêu linh phi 7 đều rồi, throw như vậy mà cũng 7 đều. Có thể là định thể hiện đến từ phía Mineski, kiểu gọi là anh chấp chú trước khoảng chục mạng, xong rồi anh bắt đầu về sau tầm phút thứ 10 trở đi mới đánh thực tế, xem cùng ai thắng. Dire's middle tower is under attack. Kiểu chú còn yên. Dire's structures are fortified. Một pha bay giờ thì bay là bắt rồi. Ờ, nhưng mà Chen đang bị em vào rất đau. Chen nằm trước rồi, trong khi đó đây thì Naga chưa, bây giờ thì Naga phải chết. Thêm một cái đóng băng ra và xịt lửa, xịt băng đến từ dọc. Ulti ra vệt ra của Thàn Tờ, chưa chết ai bây giờ quay tay chết rồi. Hand of God lên khi mà bách ra đến từ phía Chen. Ulti vào của Appa cố gắng kết thúc được, nhưng mà vẽ chưa chết, gửi về không gửi về được, như vậy là gửi Sen King về. Sen King sẽ về được. Ở đây thì Chen vẫn đang đứng giữa con bát quẩy luôn. Luna đi ra, anh có ulti không dùng, đang rất nhiều creep đây chưa dùng và sẽ tìm cơ hội để beam bằng tránh quăng né beam. Bây giờ thì beam được rồi, pha xử lý rất hay của Jay. Tiếp tục một pha bằng blink, nhưng blink đi rất nhanh tay của Thái Hunter. Radiant's top tower is under attack. The shell encroach no more. Blink đúng thời điểm mà Sen King lao vào. Mười đều rồi. Vâng, bây giờ Luna lại là người farm nhiều nhất. Vãi luôn. Vâng, đúng là gọi là thể hiện đến từ phía Mineski. Vâng, đúng Binoy, đúng chất Binoy. Vâng, gọi kiểu chấp đầu game xong rồi sao anh lật kèo. Ngay bây giờ lại bắt tiếp thằng Naga lại. Double damage.
deny được. Vì con rồng nó ăn, con rồng nó có cái skill 3 nó nhổ phát deny được. Dire's bottom tower hopes for aid. Như vậy là Bad Rider đã có được blink rồi. Có lẽ là chiến thuật của bên phía team Mineski đã để cho Luna fit farm bù sau. Luna farm bù chuyện bình thường, còn Bad Rider là farm chính, pha lên blink sớm cho đi lên xếp lên pha lên blink. Và có vẻ như nó đang phát huy hiệu quả khi mà thời điểm này đã cân bằng được số mạng và đấy là cả tiền và kinh nghiệm cũng ngang ngang nhau. Level 11 cho Bad Rider rồi. Vâng, nhưng mà không có ngủ, Gravet không. Chưa Gravet đâu, bây giờ thì nổ ulti ra đến từ ulti luôn của Luna thì không ăn thua. Cũng bây giờ mới Gravet chờ lâu là mát rồi, phải quay tay chết luôn Luna rồi. Cũng vẫn đang chơi cối solo ở Rosan. Một phát đẩy ra đến từ phía ZC. Rosan vẫn chưa nắm. Bằng A được Rosan vẫn tranh nhau cướp theo Rosan trong này. Bằng A đó vẫn đang A là người cầm Rosan. Vãi lúa, bây giờ thì lao lên rồi. Thêm một cái soi, đẩy ra thêm một stun quay trở lại đây. Và Naga bị mất cái Aegis, nhưng mà bây giờ anh quay trở lại giết được Fireunder rồi. Ở đây thì Senking vẫn đang đứng chờ ở trên đồi, sẽ chờ một pha stun vào. Bây giờ thì sẽ stun vào, stun trượt. Stun trượt nhưng mà không sao cả, nằm vùng luôn rồi. Và để cho Luna bị quẩy, không làm gì được. Radiant's middle tower is under attack. Luna bị cả team quẩy vào không làm gì được. Có VS và Sand King. VS và Sand King hai stunner. Rất là khó chịu. Đúng là team không có stun đánh rất khó chịu. Rất khó. Trừ khi bạn phải đánh quá khéo, trình độ của bạn phải quá cao. Đến cả các pro player như này họ đánh không có stunner cũng khó thế gì. Các team mình đến các team bình thường là đến cái trận đấu bắp. Team không có stunner gần như là sẽ thua đến 60% là sẽ thua. Mặc dù cũng đánh châu chó hơn nhưng mà chúng ta thấy là với các disable và nhìn thấy được bạn Blink đi ngay. Không làm gì cả, nhìn thấy nhau không ai làm gì. Mắt được cắm ở đây bởi team Mineski. Panther cũng có được blink rồi. Nhưng mà Luna pha lại rất nhanh. Đó, Luna phao lại nhanh thật. Có cái hồi hút máu cứ vào rừng 7 grip. Không vào ra lên được thì vào rừng 7 grip thôi. Vẫn còn cái trụ này nữa rất thoải mái. Mặc dù anh fit tới 5 mạng rồi nhưng mà được farm nhiều như này thì anh có thể bù lại được tiền mà anh chết. Radiant's middle tower is under attack. Vẫn bị phai lên. Nên nữa là có blink của Tantor. Tantor đã có blink rồi. Không boost được. Máu lên như này chưa đủ đem. Chưa đủ đem. Đem từ VS và đem từ cái skill 3 đã giúp cho Luna có được tới 150 đem vào thời điểm này. Dire's top tower is under attack. Còn nếu mà có VS đi cạnh nữa thì phải đến gần 200 đem. Còn không có VS thì sẽ là 150 đem. Hết rồi, rất thơm cho Jesse. Bốn thành viên của Mitchus đang tích lại. Họ có game thì phải. Có Sentry. Chắc chắn là sớm muộn gì thì Mineski cũng sẽ stack cái bãi Asian Toy cho Luna farm. Cắm luôn cái Sentry về rồi.
Radiant's top tower is under attack. Vào ăn luôn. It shall encroach no more. Ở đây thì đang boost lên đấy từ phía Mineski. Radiant's top tower is under attack. Và ngủ rồi. 3 TB luôn. Còn quả này thì dây vâng, hay là Warcraft kiểu vẫn bị stun chết vâng luôn, cả thằng trên luôn. Ở đây thì sói được rồi, vâng, cả thằng VF luôn, chạy đâu còn sâu. Và vâng hồi máu tiếp chứ không deny. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is fading fast. Dire's middle tower is under attack. No gale can snuff the flames. Radiant's bottom tower is under attack. There is Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is fading fast. Radiant's bottom tower is now but kindling. Dire's top tower is feeling its mortality. Invisibility! Nhìn thấy được rồi, không bắt không làm gì cả. Không vãi lúa, một stun vào. Bây giờ thì mới bắt kéo ra, nhưng mà chuyên rất cứng. Nên nếu nó chói lại bây giờ, nó chói luôn rồi. Con quả này thì tiếp tục một chói đè nữa. Vâng hồi lên tới 4 chấm mà không ăn thua. Tít tiếp các kiểu killing free rồi. Phải TB về đến từ phía Sen King. Tốc biến ngay TB về. Tiếp tục Hunter Blink vào quẩy cái bãi Grip của Luna. Rất thổ bào. Quẩy gần net grip. Thằng nốt cái grip này nữa. Bây giờ chịu chết thì quẩy grip xong. Không phải vẫn quẩy tiếp thêm một stun đè nữa. Hồi máu các kiểu rất trâu. Không làm gì được. Quá đen. Bây giờ rồi hết. Thêm một đóng băng ra dọa đến từ phía Zakiro. Bây giờ thì còn mỗi 200 tiền cho Luna thôi. Vâng, stack hộ cho Hunter vào farm. Quá tuyệt. Vâng, và sau pha farm vừa rồi thì có lẽ Hunter sẽ có được cho mình cái biết là anh mua cái này anh có định lên Radiant's middle tower. Anh sẽ định lên Pai. It will fall like a trước khi lên Pai thì sẽ mua em phải mua cái hút trước. Radiant. Quả này thì sẽ blink vào ulti được 3 được của 3 người thôi xong rồi. Nhưng mà không dám lên của bác rồi. Cái Sentry ở đây. Sentry này là của bên phía Mitchus. Nào ông VS. Mắt ra trước rồi. Và đó nên mà lao lên thì mình nghĩ là bên phía Mitchus hoàn toàn sẽ ăn được. Vâng thôi xong đông rồi. Quả này Naga nó đã có Radiant rồi. Vâng loanh quanh không để ý. Vâng Naga im hơi lặng tiếng lẽ giờ. Bây giờ anh mới bắt đầu lộ diện đã có Radiant. Có lẽ là anh có Radiant ở phút thứ 22 và phút thứ 23. Tầm 72 phút rồi. Lúc này thì lượng network vâng Naga 11.000. Sau khi đó thì 4.000 vàng hơn cho Mitchus, 4.000 kinh nghiệm hơn luôn cho họ. Cả team Mineski đang ở đây. Vâng thì bên phía Mitchus lại đi về.
Đây bay luôn cho Luna cho Lakel nữa rồi, kinh thật. Dire's middle tower is under attack. Qua này thì mắc farm luôn đến từ phía Naga. Và có thể anh sẽ farm thẳng cho mình cái Manta hoặc là farm được cái hớt. Đó là Manta trước. Manta ra thì thôi nó quẩy cho thì mấy ông bên rồi mấy ông chen chủng này, ông VS xem kính diên kiếc này gì. Để cả ông Luna luôn nữa. Cần team luôn từ phút thứ 30. Ông dây này còn lật đật mãi còn chưa có được KB. Phút 27 nơi. Lên hơi nửa mùa, lên không lên hẳn BKB, lên cái ra xa trước cái tốc đánh. Dire's bottom tower is no more. Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Cái skill 3 của rồng của Jack Hero nó bắn trụ rất kinh. Mỗi lần vào bụp phát bùm cái trụ mất thêm tầm 100 máu. Như vậy là đá keo sẽ lên hết. Để kiểu 3.000 tiền này là lên hết rồi. Thẳng hết luôn. Thì mà anh quá xanh. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Bốn thanh niên này ở bên dưới là đủ quẩy rồi. Có Viper quẩy ngon rồi, Viper có Mekhan và Viper lên Pai, chứ không phải là Tantor. Tantor lên gì vậy? Tantor anh sẽ lên Refedor. Vâng, lao vào đây rồi, em chết Viper. Có TP zombie, KB được mở ra bởi dây ulti luôn. Bây giờ thì ulti vàng mà thấy là vẫn chưa, bây giờ thì chết rồi nhưng mà mất cái game. Vâng, cái tự nhiên lại một pha khâu đến từ phía Mitchus và họ chết hai mạng mất luôn game. Rất may là hai thanh niên còn lại của Mitchus tỉnh táo và đi về, không lao vào có đó chết nốt. Mà vấn đề này đó chính là Naga vẫn đang đi farm như này. Không phải là hurt mà vẫn là Manta. Là Manta trước. Radiant structures are fortified. Mà cái BKB của Jay nó sẽ còn bằng như vậy là sự phụ thứ 2. Còn Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has collapsed. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Dire's top tower is feeling its mortality. Naga thì không sợ, Naga có ngủ. Trường hợp bất đắc dĩ thì anh có thể ngủ ở dưới bay về. Không thể bắt được. Muốn bắt Naga là phải có Silent. Có hack. Không có hack cũng Silent thì chịu thôi. Còn là có, mắc kể cả có BKB nữa thì các thành viên khác vẫn bị ngủ. Cứ một mình Luna có BKB thôi. Tao mà đánh thì chẳng thua. Dire's bottom tower hopes for aid. Viper sẽ lên cho mình gậy xanh, nhưng mà còn cách rất xa. 3.000 tiền nữa, 2.000 nữa. Như vậy đã có Manta cho Luna rồi. Luna có lẽ sẽ đến hút vào cuối. Khi mỏng như này thì Luna phải đến hút vào cuối, không ai tanh cho.
Ờ, như vậy là Link Ken. Ken nữa, Manta Link Ken chống các stun à. Link Ken cho Naga đánh chống stun, chống bắt của Bad Rider. Có lẽ là cái Link Ken để dành cho Bad Rider. I foresee the Radiant's top tower falling shortly. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. I foresee the Radiant's top tower falling shortly. Radiant's top tower is under attack. It shall encroach no more. Có vẻ như bên phía Mitchus họ muốn boost trụ top ở trụ bot. Và bơi ulti luôn và không cần chung ai, vung swap ra. Ulti hơi vội rồi. Mà ulti lần nữa thì mình refill quá tởm. Nhưng mà chưa chết ai của bên bây giờ mới chết. Mở file lên rồi và ulti tiếp theo ngủ của Naga. Vâng thôi xong con ông rồi. Xong con ông rồi. Bài bách ra của VS, ulti lên của Chen. Bây giờ thì ulti ra đến từ cái sân kinh chờ đợi cơ hội rất tuyệt vời. Tiếp theo bao bèo cũng chết luôn. Bây giờ thì chói được Phan Tở lại thêm một cánh nữa. Còn bát rất tốt đến từ phía Mineski. Một mình up 3 phải bỏ chạy. Bây giờ tẩm dầu như này chạy đâu con sâu, thêm một stun nữa. Và gửi ai về? Như vậy là gửi ai về nữa. Bốn thanh niên của bên phía Mitchus đã nằm rồi. Combat cực kỳ quái đến từ phía Mineski. Combat rất quái. Họ dụ cho Luna ra dụ. Sau đó thì Vest warp. Và Vest chết cũng không sao vì Vest có buyback. Vest lại buyback ra. Đánh rất quái. Chuyên dụ hàng. Mineski đánh chuyên dụng hàng. Và Mitchus ngây thơ. Ở giờ chừng như là Hunter có 2 refresh off cũng không ăn thua. Luna có BKB mở lên. Đó rất đơn giản. Đồ của bên phía rất nhiều gậy đẩy. Rất nhiều gậy đẩy để tránh Viper. Dire's middle tower is learning to fear. Vậy xanh cho Zakiro rồi. Rồi Viper cũng sắp có được gậy xanh. Có lẽ Viper nên lên cho mình gậy xanh để có thể farm được cái ulti ở trong combat. 10 giây để có ulti một lần. Tiếp tục slow đối phương. BKB nó lại xuyên BKB nữa. Cái BKB của Luna nó sẽ khó hơn rất nhiều.
đang đốt bốc đến từ cả 5 thành viên luôn và bay ra. Họ quyết định bắt ra keo vòng theo chạy của keo rồi. Vâng, thấy rồi, ngủ thôi. Tuần bay rất may vừa rồi là có bóng cho nên là Bad Rider không biết là con nào thật để bắt. Dire's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. No gale can snuff the flames. Inv của Tree Mutator. Hai bên vẫn chưa dám lao vào combat. Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Dire's bottom tower has fallen. It will be a ruin long studied. Vậy là cái trụ bot của bên phía Dire's bottom tower đã bị vỡ. Game luôn cho Viper. Game luôn của Bad Rider cũng game luôn, hai bên cùng có game đi phá mắt nhau.
Butterfly cho Luna rồi. Nhưng mà tiền của Naga vẫn đất bá. Các bạn thấy là Naga farm khắp nơi, mọi ngõ luôn, khắp rừng luôn, farm hết cả rừng của bên phía team Mineski. Hết rồi, quá cứng rồi. Tinh Ken hết. Ta Radiant bay sắp full đồ rồi, bán nó cái trống đi lên. Trên cái Butterfly hoặc là cái Diffuse nữa. Em Butterfly cũng được. Top của Dire's bottom tower is under attack. Thì trụ mid đang bị đẩy vào và Naga cũng đang boost rất mạnh cái trụ bot ở bên trong này, và cả mata cả bóng ra. Đẩy chạy ngay. Đánh quá kinh một cái trụ này. Bóng có hớt trâu hẳn lên. Dire's bottom tower is under attack. Sau một lần boost rồi mà trụ bên trong của bên phía Mineski đã gần đổ. Hôm qua lại có game thì thằng đã bắt đi một lần tức thì bị blink ngay. Game cho Chen. Như vậy là Bad Rider đã đổi, đã đưa game cho Chen. Còn hai game lúa. Vừa rồi thì có như vậy là một game của Mitchus đã bị rơi trong combat trước. Thế là một game của Mineski họ mua. Vẫn tiếp tục farm, chứ hiểu là anh sẽ farm cái gì mà farm bao giờ nữa. Có con whip ra check Roshan. K8 này cho người cho A và có Rune V. Rất giàu, đang cả giờ thì cực kỳ giàu. Lúc này thì 12.000 hơn cho Mitchus rồi. Sự giàu sụ, trong khi đó thì Mineski lại ăn về kinh nghiệm hơn về level. Tiền thì không lại được. Mitchus sẽ lấy đồ để đè level. Farm vừa mua cái cục gì đó mang ra. Butterfly, đúng là Butterfly chuẩn luôn. Fly để tránh cái đánh của Luna. Luna lên Satanic chuẩn, chính xác thôi. Item đó là nó ulti luôn ra của Center rồi. Bây giờ thì squad ra sẽ refresh một tí phát nữa. Còn đang xem tình hình, VS đã chết rồi. Không quá đông trên thang tàu, không có gì phải refresh cả. VS chết quá nhanh. Đấy sẽ là GG thôi. Đánh rất trâu đầu game và bây giờ họ phải chấp nhận cái hệ quả mà họ tạo ra. Có Roshan đây rồi. Sau khi boost được cái trụ, vâng, có thể ăn luôn cái Rakmit này xong thì sẽ về ăn Roshan và ăn luôn cái Rackbot. Kế hoạch quá đẹp ở bên phía team Mitchus. Quá xanh rồi, quá xanh quá cứng rồi. Nhưng bây giờ thì ulti ra
chết rồi. Dây bật Santa Nick lên, ulti của Chen mà nó quay lại quẩy BKB các kiểu ra điểu. Một pha combo ra của Senkin nhưng không được. Ở đây thì có BKB ra đến từ phía vừa BKB định bắt nhưng mà bị ăn luôn cái ulti của Viper và đến chuyển cực kỳ chậm đến từ phía Bad Rider. Ngủ của Naga chỉ để anh ăn trụ boss mà thôi. Bây giờ thì đang bắt được Tyranitar, bắt được Appa. Appa cố gắng trước khi chết vẫn ulti được Jay. Lại mất game phát nữa. Mà ở đây thì cái bóng của Naga đang quẩy gần chết VS rồi. Một pha vẩy nước nữa là ăn. Vẩy nước nữa là ăn. Vâng, vẩy nước là được nằm luôn. Có vẩy được không? Này vẫn đang đốt vẩy không được rồi. Bây giờ thì một cái bom vào để cố gắng giết bằng được cái bóng. Nhưng mà ở đây dây thôi. Không hiểu sao đứng solo với cả Naga và Thunder. Có hiểu thì đừng hỏi. Butterfly rồi, về nó quẩy lại. Bây giờ thì buyback ra, lao đuổi theo, bây giờ chúng nó chạy hết. Nói lại rồi, vâng, swap được Naga ra. Mà Naga cường VS chết ngược bây giờ. VS nằm ngược ngay. Quay tay các thứ, bây giờ thì thêm một cái ulti đảo vài bờ thôi, xong còn đồng rồi. Kéo lại làm sao mà giết được Naga với hớt như thế này, với Lincoln và với Butterfly như thế này. Vẫn đánh ngay, BKB vào, vai được mở lên rồi. Một cái stun đôi, đánh stun 3 đến cái Sand King. Cố gắng để làm cái gì? Team Thiên Quay! Double kill cho lá kèo. Sẽ là GG đến từ phía Binoy. Họ end luôn. Không có lằng nhằng, chúng ta xem buyback. Dire's middle tower is under attack. Có Bad Rider buyback mà xem cái buyback không giải quyết vấn đề gì. Không giải quyết vấn đề gì cả. Luna không buyback được. No tree. Dire's middle tower is learning. Và chúng ta sẽ có game thứ 2. Chúng ta sẽ vào game thứ 2 thôi. Không gọi gì thì Binoy. Vâng, đúng là Binoy. Ở nhà gọi gì phát con. Binoy Bright. Chưa thèm gọi gì à? Bây giờ cuối cùng mình cũng gọi gì rồi. Còn 49 phút đồng hồ, quá xanh cho Naga. Chúng ta sẽ vào trận thứ 2 ngay. Xem đội nào sẽ đội đi tiếp và đội nào sẽ đội bị loại.